Mày Thanh xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ Mày Thanh lại đang đi cùng cả anh trai Huế nào. Anh trai Huế, anh trai Huế và anh đi lạnh vực thường đằng sau. Mấy anh em sẽ đi buổi sáng hôm nay các anh đi từ từ Phong Thổ lên đây, anh ơi đứa này. Phong Thổ lên đây nên là hiện tại mấy anh em sẽ đi chợ phiên. Bây giờ thì cũng khá muộn rồi. Đi lên đây xong mấy anh em đã đi thắng cố ngựa ở giao khâu quán rồi. Tiết canh thắng cố ngựa ra khâu quán rồi. Và hiện tại bây giờ mấy anh em sẽ đi chợ và xem là sẽ kiếm được cái đồ gì không, hay vì tiếp tục chiến đấu ở nhà em Mày Thanh nhá. Và mình Mày Thanh xin mời mọi người cùng với cả mấy anh em đi chợ nha mọi người nha. Thì mới là bà con giờ này gọi là muộn rồi đấy anh. Các anh quan tâm đến cái mặt hàng gì ạ? Dược liệu hay thổ cẩm? Có, dứa dại để ngâm rượu đấy. Dứa dại ngâm rượu. Ekipa chờ. Này cậu à? Tê đứng lại một thời gian. Anh gặp người quen rồi mọi người ạ. Giám đốc của anh mà. Lợi. Dạ. Cao gắm. Cao gắm để chữa gút. Gắm rồi chữa gút rồi. Đúng rồi, anh có gút không thì đấy. Được bà ơi, đi tiểu hiểu đi chờ trong biển sinh hồ thôi mà. Đây đi, đi đây tí này. Quay lại mua cái đan sâm đấy à? Không, cái gì nhỉ? Cái tâm bắc kích tím. Mắc khén. Chào chị. Mắc khén. Giám đốc việc quạ gì không mà mua nhỉ? Cái này mà giám đốc không biết thì ai biết nhỉ? Về phơi cho cô lên không giả. Trời. Mấy bữa này cho cô mượn bộ quần áo của con cún nhé. Vâng, chị cứ bảo trước. Đấy, cái thứ hai chị đi mượn. Dạ vâng ạ. Này cứ phơi khô mà thay ra rồi chị nhỉ? Phơi khô, để đấy. Quay thế thôi. Ngon lắm. Khén ra thơm. Đấy. Mày đang thấy người yêu tung Huế nữa. Đấy á. Người yêu phù ấy. Khiếp, ai cũng bảo người yêu. Còn ai mà không phải người yêu của anh không ạ? À? Đang quay ra trực mạng rồi. Yêu đương không đậm sâu. Cả chợ Miên lấy hết rồi. Đi chợ muộn quá mọi người ạ, không còn gì nữa, khúc khắc này. Rồi kìa. À, quả này để nấu canh nha mọi người nha, canh đặc đắng ngọt ngọt, rất là ngon. Bao nhiêu tiền đấy? 12. Không cần phải bốn. Cái gì?
Ok. Chị xem mấy chị em bên này có cái gì không? Ừ, hợp lý đấy. Anh ơi, tôm. Anh ơi, cứ ăn gì ăn. Chỉ việc trả tiền thôi, ăn không anh... phải đâu. Chị lấy. Chị lấy tôm đây. Lấy bên lại chị. Lấy cái loại to to ấy, về đỡ phải làm. Chị lấy bên lại. Đấy, ở... chị tưởng ở dưới chậu kia. Đấy là em cắt rồi đúng không? Cái này em cắt rồi. Ờ. Chứ chẳng giống nhau. Lấy cái loại không cắt, cắt kia rồi được. Lấy cắt cái loại cắt rồi cũng được, nó giống nhau hết mà. Chị lấy cái này người ăn bưởi hầu đi. Bưởi chị. Em cứ bốc xem nào. 3 4 lạng thế đấy. Bao tiền một lạng ấy? 20 à? Có tiền mặt không, chuyển khoản đi. Em cũng không có đây. Đây còn phải đi chợ, anh còn phải đi... anh đẹp trai còn phải đi theo để giả tiền lên đây. Đủ chưa? Sau một lúc đi chợ thì hội mình đã gọi là mua xong đồ và bây giờ tiếp tục nấu chuẩn bị bữa trưa để anh em ngồi ăn cơm nhà mày Thanh nha. Đó, bây giờ thì sẽ có một chút thịt thịt mông luộc, thịt mông lợn đen. Đó, thịt mông mình sẽ luộc, thay vì ăn xào nấu nó ngán rồi thì mình sẽ ăn thịt luộc nha. Rồi. Đó là một món này, món tiếp theo. Món tiếp theo hôm nay chúng bữa trưa của chúng ta sẽ có gì ạ? Quả cà. Quả này không phải là quả cà đậu dược kia mà là nó chắc là dòng họ của nó nha. Cái này ăn canh, nấu canh ăn xe. Có vị như nào nhỉ? Đắng đắng ngọt ngọt đấy, rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn nha mọi người nha. Mình sẽ chuẩn bị chế biến món này. Cà mình sẽ nhặt bỏ cuống. Sau đó là nấu canh. Sơ chế nhặt bỏ cuống, rửa sạch nha. Sau đó là mình sẽ nấu canh. Món này rất là ngon, giống kiểu là một cái món canh để giã rượu ấy mọi người. Rất là ngon, rất là dễ ăn. Có vị đắng đắng ngọt ngọt. Khá là... mình khá là mê món này mọi người ạ. Đây. Đây nha. Chỉ có... vùng Tây Bắc thì mới biết ăn mấy cái quả lạ lạ này. Nay mình thì có lịch đi đám cưới ở một xã, một nhà gia đình người Thái. Tuy nhiên thì tại sáng nay thời tiết nó cũng khá là lạnh ấy. Xong đi xa nữa, đi một mình cũng lười đi. Thế là thôi mình nghỉ, không đi đám cưới nữa. Mình ở nhà, đúng lúc thì lại có các bạn ở đấy, hai anh ở Phong Thổ lên chơi nên là sẽ đón tiếp các bạn ấy và tiện thể là làm vlog luôn cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã đang và theo dõi ủng hộ em Mẩy Thanh nhá. Mọi người có dịp đi lên Sìn Hồ Lai Châu chơi du lịch hoặc là đi tham quan trải nghiệm thì có thể liên hệ với em Mẩy Thanh. Em Mẩy Thanh sẽ dẫn mọi người đi chơi này, khám phá này, hoặc là về đi chơi khám phá này, phong cảnh thiên nhiên cũng như là cái nét văn hóa ẩm thực của các vùng miền. Tuy cũng là mời mọi người đến tắm và trải nghiệm không gian cái tắm lá thuốc của dân tộc Dao Khâu ở Sìn Hồ Lai Châu tại nhà em Mẩy Thanh luôn. Tắm nước thuốc người Dao thì tốt cho những người đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay mọi người ạ. Những ví dụ như là nói chung là cũng là một cái nét văn hóa, bởi vì là đến với Sìn Hồ thì gần như là ai cũng muốn và được biết đến cái trải nghiệm tắm lá thuốc của dân tộc Dao. Nhà em Mẩy Thanh thì có làm dịch vụ tắm lá thuốc người Dao ở tại nhà luôn đấy. Một lúc xong một hồi tách cuống thì mình đã tách xong phần cuống nha mọi người nhá. Mình sẽ rửa sạch và để ráo nước, hồi nữa mình sẽ nấu món này nha mọi người nhá. Nấu canh ạ. Ok. Đây.
nhìn thật là ngon miệng. Tiếp theo sẽ là món rau ngày hôm nay. Rau này hôm nay chúng ta sẽ ăn cải làn nhá. Một loại rau rất là ngon, phổ biến của Sìn Hồ Lai Châu. Loại rau chứ. Này nha, ta sẽ ăn rau luộc luôn. Mình sẽ rau cải làn luộc. Có thêm một thứ đó chính là tôm rang mọi người ạ. Tôm sông Đà. Chăn nưa mang lên nha mọi người nha. Tôm sông nha. Bạn ấy đã cắt xong cho mình rồi. Mình chỉ được ướp và mình rang lên thôi. Nấu đơn giản gọn nhẹ. Đây vẫn còn nhảy tanh tách này, tôm tươi. Đây, khi quả cà này thì mình sẽ phải giã cho nó nát nát nha mọi người nhá. Giã được là được. Đấy, có được yên đâu. Mình phải giã nát một xíu thì khi nữa mình nấu nó sẽ ra cái chất và hương vị của nó nha mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ rang tôm và nấu canh quả cà nha mọi người nha. Canh này mình sẽ phải sôi vào. Nước luộc thịt khi nãy. Một bát đậu kinh. Dầu chảy khi nãy. Đừng để làm đâu. Mình mở đấy nào, nước sôi chúng ta sẽ cho cà vào nấu một xíu thôi, nó sẽ phanh cà đẹp nha mọi người nha. Vâng, đây là món canh cà đã chín nha mọi người nha. Ok nha. Rồi, mời mọi người lên Tây Bắc để thưởng thức món này nha mọi người. Này là còn hơi bị sai đấy, nó hơi bị đậm màu rồi. Húc canh chứ. Đáng không anh? Cái này mình ăn suốt. Ừ. Cả khôn không ăn, ăn cả dại. Ngon. Cả đắng nhưng mà cả dại đâu.